Hello mọi người, trên tay của Rư đang cầm là các em son 3CE Blurring Liquid Lip mà hãng vừa mới tung ra. Cái bộ sưu tập á, thật ra là 10 cây, nhưng mà Rư chỉ mua có 5 cây thôi. Tại vì thật sự mà nói là Rư không thích 3CE đợt này. Lý do đầu tiên có thể nói đến là cái bao bì này không khác gì với lại cái bộ 3CE Soft Lip Lacquer mà Rư đã review 2 năm trước. Đây cho mọi người xem. Đây là cái cây... Đây là cái cây 3CE Soft Lip Lacquer mà Rư đã review vào 2018. Và đây là cái 3CE hiện tại. Mọi người thấy không? Kiểu như là khi mà Rư mới nhìn cái hình trên website của hãng thì Rư không thể tin vào mắt Rư luôn là cái bộ sưu tập lần này nó lại như vậy luôn. Cho nên là đó là điểm đầu tiên mà Rư không thích. Điểm số 2 mà Rư không thích thì tí nữa mọi người xem hết video mọi người sẽ biết ha. Ở trên web của 3CE thì mỗi một cây son này đang được bán với giá là 15.000 won Hàn. Tính ra tiền Việt sẽ tầm 320.000 tiền Việt ha. Tức là nó sẽ vẫn bằng giá với lại cái cây Soft Lip Lacquer. Tiếp theo thì trên web có ghi một số cái thông tin về bộ son này. Ví dụ như là nó có cái blur filter. Rư đoán chắc là cái đôi môi của mình sẽ không bị lộ vân môi, mà kiểu như được tráng qua một cái lớp filter để mà nhìn nó có vẻ smooth hơn. Tiếp theo nữa là Fuzzy Powder Refinish, tức là cái finish trên cái môi mình sau khi đánh kiểu như phủ một cái lớp phấn. Nói đến đây thì Rư cũng hiểu là hãng đã cố gắng làm một cái chất son để mà cho tụi mình có một cái trải nghiệm khác hơn về son lì, và đặc biệt là sẽ không có nhìn thấy vân môi. Khi mà Rư xem trên web á, 10 màu này Rư ấn tượng với hai màu đầu bảng luôn, là cái màu Burberry gì đó, là một cái màu mà kiểu ngã về tông tím đất, và cái màu thứ hai mà Rư ấn tượng là màu Claret, là một cái màu ngã về tông đỏ tươi có một tí ánh cam. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe channel của Rư cũng như cho video này một like nhé. Màu son đầu tiên Rư swatch cho mọi người là Pull Off, một tông cam đỏ tươi. Khi mà đánh lòng môi thì em son này giống như một cái màu cam cà rốt, nhìn nó nhẹ nhẹ và khá là hợp với lại màu Back to School. Vì son khá cam cho nên Rư nghĩ là sẽ hợp với lại các bạn có men răng hơi trắng một chút. Khi đánh full môi thì sắc son sẽ pha đỏ nhiều hơn, nó giống như là màu đỏ gất. Chất son của bộ sưu tập này thật sự làm cho Rư ngạc nhiên, bởi vì khi mà mình bậm môi thì hai cái môi mình nó không có bị dính vào nhau giống như cái bộ son Soft Lip Lacquer của 2 năm trước. Nếu như để ý, các bạn sẽ thấy là cái vùng da quanh miệng, quanh cằm của Rư dạo này đã đỡ khô hơn dạo trước rất là nhiều. Bật mí với mọi người là trước khi quay video này thì Rư có ngồi dưỡng da với hai sản phẩm đến từ nhà Bioessence. Đó là lý do vì sao mà cái da của Rư nó đủ ẩm, cũng như là make up lên cái vùng quanh miệng, quanh cằm nó đỡ khô hơn. Vậy nên Rư cũng muốn tranh thủ giới thiệu hai em ấy trong video lần này. Đầu tiên là em Skin Enhancer, hay tụi mình có thể hiểu là em Toner ha. Chất của em này thì là dạng sữa cho nên là nó sẽ đặc hơn các loại toner thông thường. Và khi mà mình lau với miếng bông cô tông á, thì em này cho da cảm giác nhẹ nhàng, không bị rát. Đối với Rư thì Rư hay sử dụng em này nhất là sau mỗi lần đi tắm mà lại chưa tới giờ dưỡng da buổi tối. Em này có thể hiểu là nó giống như một cái bước đệm để làm cho da của mình ẩm hơn. Rồi sau đó mình thoa serum và các bước khác, nó sẽ như một cái chất dẫn để làm gia tăng công dụng của các bước dưỡng tiếp theo. Tiếp theo đó là một em Collagen Essence, hay mình có thể hiểu là serum ha. Em này thì có chiết xuất collagen cũng như là chiết xuất tổ yến. Điểm mạnh của sản phẩm lần này nằm ở cái công nghệ gọi là Bioenergy Complex. Rồi giải thích cho mọi người dễ hiểu nha. Có nghĩa là nó sẽ giúp tăng cường hấp thu oxy của da tụi mình lên đến 39% luôn. Nhờ vậy mà dưỡng chất của sản phẩm sẽ được hấp thu nhiều hơn cũng như là hiệu quả hơn. Đối với Rư thì Rư thấy là tối hôm nào Rư có sử dụng cái bộ đôi toner và essence này thì sáng ngày hôm sau khi mình ngủ dậy á, Rư thấy cái da của Rư ít tiết dầu hơn nè, cũng như là nhìn sáng mịn hơn. Bên cạnh đó là Rư cũng hay sử dụng hai em này trước mỗi lần trang điểm. Tại vì Rư thấy được là khi mình thoa xong á, cái da của mình rất là mướt, make up không có bị đổ dầu, cũng như là cái lớp nền nhìn rất là bóng mịn, rất là khỏe. Và bây giờ tiếp theo Rư sẽ đến với em son số 2. So với màu hồi nãy thì màu này Rư thấy dễ đánh hơn, bởi vì sắc cam ở trong son không quá nhiều, cho nên là các bạn nữ men răng không trắng hoặc là các bạn nữ da ngăm thì vẫn đánh được màu này rất đẹp. Đối với lòng môi thì em này hiện lên như một cái tông hồng hồng cam cam nhẹ nhẹ, nhìn khá là ngọt ngào.
Còn đối với full môi thì em son này hiện rõ lên như một tông đỏ gạch. Và nếu để ý kỹ các bạn sẽ thấy hơi hơi phản phất ánh cam trong này. Rư hơi tiếc là ba xe đợt này không có chịu đầu tư cho phần vỏ của bộ sưu tập để mà gây được ấn tượng nhiều hơn. Chứ thật sự là Rư cảm thấy chất son này làm cho Rư thích và thích hơn cả chất son của shop Lip Lacquer cũng như là Velvet Lip Tint. Màu son tiếp theo Rư swatch là một em kiểu hơi lai lai giữa đỏ và hồng. Đây có thể nói là một cái màu son khá là quen thuộc với các bạn nữ vốn mê son. Với lòng môi thì màu son này sẽ lên nhẹ nhẹ, giống như màu của cái cánh hoa trà á mọi người. Còn khi mà đánh full môi thì sắc son sẽ bật lên cái tông đỏ pha hồng nhiều hơn và nhìn khá là giống màu của cánh hoa hồng thật sự. Và khi đánh đến cây son số 3 thì Rô phát hiện ra một cái rắc rối của cái chất son này. Đó là bạn sẽ khó lòng bặm môi cho đều, cho mịn. Bởi vì chất son mặc dù là mướt môi và không lộ vân môi, nhưng khi tán sẽ lại gặp khó khăn. Vậy nên Rư nghĩ là các bạn sẽ cần một cây cọ, dù cho đánh lòng môi hay full môi thì có cọ mình sẽ dễ tán hơn rất là nhiều. Và đây là lý do số 2 làm cho Rư không thích bộ son này. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một trong hai màu làm cho Rư ấn tượng kể từ khi xem bảng màu luôn chứ chưa cần phải swatch. Em này là một cái tông ngã về tím đất và khá là thời thượng. Tuy nhiên những màu son tông tím thì trước đây Rư swatch á, thường nó sẽ hơi kén người dùng một chút. Đối với lòng môi thì sắc son của em này nó kiểu tím nhẹ nhẹ, tím mang mát, nhìn rất là cưng luôn. Rư nghĩ em này sẽ đánh hợp trên cả da trắng lẫn da ngăm bởi vì cái sự pha trộn này. Khi đánh full môi thì cái sắc son nó sẽ trở nên huyền bí hơn, tại vì rõ ràng là cái tông tím nó đã được bật lên rất là rõ. Nhưng mà thật sự là cái màu son này làm cho Rư cảm thấy rất là ấn tượng luôn. Và màu son cuối cùng Rư swatch cho mọi người là Claret, một tông kiểu đỏ cổ điển, đỏ lạnh, đỏ ngầu ngầu. Đối với lòng môi thì màu son này hiện lên khá là ấn tượng. Nếu như bốn em son hồi nãy khi đánh lòng môi thì màu son chỉ hơi nhẹ nhẹ, thì với cái em này nó đã có một cái tông đỏ hồng phản phất thêm một tí chói chang. Cho nên Rư nghĩ với cái màu son này thì dù cho là lòng môi bạn vẫn sẽ cần phải trang điểm cũng như là ăn mặc chỉnh chu một chút. Đối với full môi thì sắc son sẽ sậm hơn và trầm hơn, nhìn vừa ngầu mà lại vừa quyến rũ. Và cứ nhìn những màu như vậy thì Rư sẽ hay hình dung đến những bữa tiệc. Cho nên Rư nghĩ màu son này sẽ không hợp để đánh đi làm cũng như là đánh ban ngày nha. Tổng kết lại thì bộ son lần này có hai khuyết điểm làm cho Rư không thích. Đầu tiên đó là cái bao bì cũ kỹ làm cho người dùng không mấy để ý đến bộ sưu tập lần này. Cái số 2 là cái chất son này bạn cần có một cây cọ thì son mới được loang đều, loang mịn. Còn nói về ưu điểm thì Rô thấy được là chất son lần này đẹp nè, không làm lộ vân môi nè. Cái số 2 nữa là khi mình bậm môi thì son không có bị dính dính vào môi của mình. Và cái số 3 là có hai màu mà Rô cảm thấy khá là đặc trưng, đó là Burberry cũng như là Claret. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư. Ai chưa nhấn vào nút subscribe thì hãy nhấn vào nút subscribe ngay nha. Bye bye!